Với lời chào mừng trân trọng nhất. Chúc mừng anh vui nè, chúc mừng anh vui nè. Kính thưa tất cả quý vị khách quý, thân mến, một năm bắt đầu từ mùa xuân và tình yêu bắt đầu từ tuổi trẻ. Nếu như mùa xuân đã đem lại sự hân thịnh cho muôn hoa, thì tuổi trẻ sẽ đem lại cho chúng ta một tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Tạo hóa đã ban tặng cho mọi con người chúng ta một trái tim, nhưng chỉ có một nửa yêu thương, và chúng ta cần phải đi tìm một nửa yêu thương nơi trái tim còn lại. Đôi yêu ương ngày hôm nay cũng không thoát khỏi quy luật của tạo hóa muôn đời ấy. Họ đã quen nhau, đã yêu nhau và đã quyết định chọn cho mình những hạt giống để ươm mầm. Trăm hoa đua nở một giờ, không bằng một phút đợi chờ hôm nay. Giờ đây mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau hướng ánh nhìn của mình về phía cọng hoa, chờ đón sự hiện diện của hai nhân vật chính trong trang phục xinh đẹp lộng lẫy nhất đời người. Mời cô dâu Kim Nhung chú trẻ vang trọng tay trong tay tiến về sân khấu, và tất cả quý vị dành cho đôi tân hôn ngày hôm nay một tràng vỗ tay để chúc mừng. Vui trọng đại như ngày hôm nay thì không thể nào không nhắc đến những bậc làm cha làm mẹ, những đấng sinh thành dưỡng dục để dạy con nuôi dưỡng cho cô dâu và chú rể. Nên nghỉ vợ chồng kể từ ngày hôm nay, với những trân trọng kính mời đại diện của ba mẹ hai bên gia đình, đó là ba mẹ của cô dâu và ba mẹ của chú rể tiếp diện sân khấu để minh chứng cho sự kiện hôn nhân hạnh phúc của hai con. Xin được trân trọng kính mời. Giờ đây để đáp lại những tình cảm mà tất cả nội ngoại, cô dì, chú bác, anh chị em đã dành một chút ít thời gian của mình về đây, chung vui sắp trong đủ cho buổi tiệc cưới ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, thì con xin được trân trọng kính mời cậu năm của cô dâu sẽ đại diện cho gia đình tiến về sân khấu có đưa được phát biểu cảm ơn và tri ân đến quý vị khách quý. Cô mời cậu. Kính thưa nội ngoại hai bên, được sự thống nhất của hai bên gia đình, được sự đồng ý của hai con, hôm nay ngày 1 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 19 tháng 10 năm Quý Mão, gia đình chúng tôi tổ chức lễ phu quy cho cháu chúng tôi, đó là Kim Nhung và Quan Trọng. Thì báo cáo cho hai tộc được biết là ngày hôm nay chính thức để tổ chức lễ quy cho hai cháu. Thì báo cáo cho tập hai bên được đó. Và đến tiếp theo á, đáng lẽ ra là để giới thiệu nội ngoại hai bên cho hai cháu nó được biết, nhưng mà thời gian có hạn thì để con cháu nó tự tìm hiểu sau. Và đến cái phần thứ hai, gọi phần trao quà, thì trước tiên á thì mời nội ngoại hai bên đến cho phần quà cho cháu, và sau đó các cô chú anh chị. Những đồng chú nó không ra nữa chứ. Cô Tèo á, dạ cô anh thừa, rồi tiếp tục cậu mở. Rồi, cậu sáu. Đây, cậu tám. Rồi, tiếp cậu tám. Rồi, cậu chín đây, tiếp tục đi. Chào anh chị. Đây chị hai, chị hai. Tiếp tục bên ai luôn, chị ai đây cho hết luôn. Em. Chào em. Tiếp tục. Nghĩa là
Rồi tiếp tục chị. Rồi chị ơi còn chứ, tiếp tục đi. Đâu có ai hết này, chị em cô bác chơi là cô gì ngoại nước. Nếu bây giờ đó, mẹ ta đó. Cảm ơn nội ngoại hai bên tất cả quý khách về tham dự buổi hôm nay, xin thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn những tình cảm mà tất cả nội ngoại cô dì chú bác anh chị em và bạn bè gần xa đã dành chút ít thời gian của mình về đây chung vui trong buổi tiệc cưới này và có những phần quà gửi đến để chúc mừng hạnh phúc cho đôi đường. Một lần nữa thay mặt cho gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn. Kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, trong cái khoảnh khắc nào hình ảnh của người cha và người mẹ luôn được sánh như trời như biển, chính những hình ảnh đó đã được gọng lại với biết bao trái tim của người con sẽ cùng nhau tay trong tay dâng lên cho cha mẹ mình những ly rượu trong ngày vui trọng đại, cho đến để tỏ lòng thành kính 9 tháng cung mang bao la nghỉ mẹ đón sinh thành. Mời cô dâu và chú rể tay trong tay dâng hai ly trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Tiếp theo mời. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời đại diện của ba mẹ hai bên gia đình tiến lại gần nhau để cùng ly nhau kết chặt tình cảm hai bên gia đình gắn bó chưa sơ. Và mời tất cả quý vị. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay sum họp chúc mai tình chúc một khắc nghĩa dài trăm năm. Cái gì thấm và thiết tha, đó là cuộc trời của các đôi lứa đang yêu nhau, trải qua bao tháng trời năm chờ, ước mơ chung đôi hạnh phúc giờ đã đến nơi tuyệt vời. Trong chủ đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình dịch vụ ẩm thực tiệc cưới Ba Hồng, anh em ban nhạc Hiếu Music chúc cho cô dâu và chú rể trong năm tình viên mãn và đầu những ok. Mình cùng cưới nhau về xây tổ ấm tuyên ương, nơi hạnh phúc ta đông đầy kỷ niệm. Mình mãi gọi cho nhau bằng hai tiếng vợ chồng. Xin được cảm ơn những hình ảnh rất là tuyệt vời, ý nghĩa, đầy lãng mạn nhất đến từ đôi tập hôn. Giờ đây xin mời anh chị di chuyển qua tháp bánh tình yêu đến với phần nghi thức cắt bánh cho tôi tình yêu. Hạnh phúc ngọt ngào mà anh chị dành chọn cho nhau qua nghi thức cắt bánh tình yêu. Nhưng tầm bánh cưới ngày hôm nay thể hiện cho những đất than nếu em là chén rượu cay, anh chỉ chấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu tình, anh xin uống cạn để say trọn đời. Những ngọn pháo ngày hôm nay được phát sáng lung linh, minh chứng cho tình yêu của anh chị đăng quang hạnh phúc. Để từ giờ phút này chúc cho cô dâu và chú rể sẽ mãi mãi trọn đời hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và ngay bây giờ mời cô dâu và chú rể trở về từ bàn tiệc đón tiếp tất cả quý vị khách quý. Xin cảm ơn mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy là chiều hôm nay là chúng tôi đã đến nhà nữ để làm một cái lễ chúc phúc trong buổi chiều hôm nay. Vậy thì quý vị có xem nhớ hỗ trợ cho Quyết Thắng Media một like, một chia sẻ, một đăng ký và nhớ bấm cho cái chuông nhau quý vị. Xin chân thành cảm ơn.